Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh YouTube của mình. Và hôm nay là ngày 12 tháng 9 năm 2019 và bây giờ cũng là hơn 11 giờ tối các bạn nhé. Và lời đầu tiên thì cho mình gửi lời chào tất cả các bạn đã đăng ký kênh YouTube của mình và tất cả các bạn đã trong suốt ủng hộ sản phẩm điện thoại cũ mình trong suốt thời gian qua. Và buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình có ít mẫu sản phẩm cũ mình giới thiệu và thanh lý cho các bạn. Sản phẩm đầu tiên mình giới thiệu các bạn là chiếc iPhone 6S lock. Con này là 6S lock, hôm nay mình vừa mới lượm lại của khách xong nhé. Hôm nay vừa mới lượm này. Con này thì vân chân vân tay đầy đủ các bạn nhé. Đây, con này là 6S lock này. Con này là bản 16GB nhé. Và sản phẩm iPhone 6S lock này thì bên mình đang thanh lý với giá là 1.600.000. Máy màu hồng rất đẹp nhé. Các bạn về chỉ các bạn thì mua thêm một cái sim ghép nữa là dùng rất ok các bạn nhé. Con này thì vân chân vân tay đầy đủ nhé. Bên mình đang thanh lý với giá là rất rẻ, 1.600.000 các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm iPhone 6S lock này nhé thì các bạn nên đặt hàng cho mình là sớm nhất này. Một là qua Zalo. Zalo thì mình không trả lời được kịp ấy, thì cứ mong bạn là gọi trực tiếp qua số điện thoại cho mình. Số điện thoại mình thì có hai số là 1 0966221789. Số này thì mình sẽ dùng Zalo luôn các bạn nhé. Và số thứ hai là 0833221789. Các bạn gọi số 1 không được thì các bạn thể liên hệ số 2, số 2 hoặc số 1 nhé. Nói chung là chủ yếu thì mình sẽ hay dùng số là số Viettel hơn là 0966 hơn các bạn nhé. Và hình thức mua hàng bên mình thì có hai hình thức. Một là các bạn nào đã tin tưởng bên mình rồi ấy, thì các bạn có thể là chọn hình thức là chuyển khoản trước cho mình thì cũng ok. Và hình thức thứ hai, các bạn nào mà chưa tin tưởng bên mình ấy, thì các bạn có thể là chọn hình thức nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán. Nên là hình thức, nhưng mà hình thức nhận hàng, kiểm tra hàng, thanh toán thì các bạn phải cọc phí ship cho mình 50k và 100k tùy theo mức giá sản phẩm nhé. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày nay giới thiệu các bạn là chiếc iPhone 6S. Con này là 6S, con này là 6S màu hồng nhé. Con này là bản 32GB nhé. Nói chung là các bạn nào mà nhà có ông, có bà xã hoặc là người yêu, các bạn tặng người yêu máy màu hồng rất đẹp là 6S nhé. Con này thì nó đây, con này là 6S này, con này là bản Mỹ này. Bản Mỹ con này là 32GB nhé. Và con iPhone 6S này bản 32GB này hình thức còn đẹp 98/9%. Thì con này thì bên mình đang thanh lý với giá là 1. À, con này là bên 3.100.000, sorry các bạn nhé. Con này là 3.100.000 các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm iPhone 6S bản 32GB này nhé thì các bạn nên đặt hàng mình sớm nhất nhé. Con này vân chân vân tay đầy đủ hết nhé. Bản quốc tế các bạn nhé. Đây, hình thức rất là đẹp các bạn nhé. Nói chung là bản 32GB thì các bạn dùng rất là ok nhé. Thao lưu trữ dữ liệu nhé. Rất là tuyệt vời. Bây giờ điện thoại khá là rẻ rồi. Nên là các bạn cứ yên tâm mua hàng đi ạ. Và sản phẩm tiếp theo mình giới thiệu các bạn là chiếc Sony Xperia. Xperia thì nhà mình có về rất nhiều. Nhà mình có màu bạc này, và màu gold và màu đen, nhưng mà màu bạc thì rất đẹp các bạn nhé. Màu bạc rất đẹp. Và sản phẩm Sony Xperia thì bên mình đang thanh lý với giá là rất ưu đãi nhé, với giá là hơn 1 triệu đồng. Thì con này là máy màu bạc rất đẹp các bạn nhé. Và cấu hình con này là RAM 3GB, bộ nhớ 32GB. Sản phẩm Sony Xperia bên mình thì đạt hai tiêu chí, một là máy nguyên zin chưa sửa chữa, và thứ hai là hình thức là đẹp 97, 98, 99% thì mình sẽ lựa cho các bạn những con đẹp nhất. Nói chung là các bạn dùng sản phẩm Sony Xperia này, các bạn có thể làm rơi giếc thì các cạnh là bằng nhôm để không hay bị vỡ. Con này được kính, trang bị kính rất là chắc chắn nhé, không hay bị vỡ nên các bạn cứ dùng yên tâm nhé. Con này thì có cả vân tay bên cạnh máy nhé, rất là tuyệt vời ạ. Thì mình cũng đang dùng sản phẩm một con Sony Xperia đây. Nói chung mà để nghe gọi mà thỉnh thoảng xem phim pin thì cũng phải 2-3 ngày nhé. 100 pin 2 ngày rất là ok các bạn nhé. Đây à. Bạn nói thích sản phẩm Sony Xperia thì bạn nhanh tay hàng mình sớm nhất nhé. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày này giới thiệu các bạn là chiếc Sony XZ. XZ thì nhà mình hôm nay về được một chiếc màu xanh đen nhé. Và sản phẩm Sony XZ thì bên mình thì có giá rất là ưu đãi. Các bạn có thể liên hệ cho mình là trực tiếp là qua Zalo, hai là các bạn liên hệ trực tiếp qua số điện thoại bên mình nhé. Bạn nào thích sản phẩm Sony XZ thì các bạn nên đặt hàng mình sớm nhất nhé. Con này để trang bị cổng tai xì này. Con này thì là cấu hình cũng là RAM 3, bộ nhớ 32GB, hình thức là đẹp 98/99% các bạn nhé. Máy màu xanh rất là đẹp ok nhé. Đấy. Hai đèn flash rất là tuyệt vời nhé. Nói chung là cũng nhiều bạn rất là đam mê Sony nhưng mà nhiều bạn lại không thích nhé. Nói chung là bán những bạn đam mê sản phẩm Sony hoặc là các bạn nào thích là đổi gió cũng rất là ok nhé. Và ở clip này thì mình cũng nhắc lại các bạn luôn là mình cũng tính mình thì hay bị quên. Các bạn nào đặt hàng bên mình rồi thì các bạn chưa thì mình ship hàng, mong các bạn
mong là các bạn gọi lại cho mình giúp mình nhé. Và thì còn chế độ bảo hành bên mình thì tất cả địa chỉ thông tin cửa hàng thì mình sẽ comment luôn dưới phần video mô tả video, thì các bạn có thể là tìm xuống đấy và có thể là tìm địa chỉ cửa hàng nhà mình. Các bạn nào gần thì có thể qua cửa hàng nhà mình, còn các bạn nào ở xa thì các bạn có thể là gửi theo địa chỉ cửa hàng nhà mình đấy, và ghi lỗi máy của các bạn thì mình sẽ giao lưu trao đổi máy và sửa chữa bảo hành cho các bạn nhé. Nên là các bạn cứ yên tâm về chế độ bảo hành bên mình nhé. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối nghe giới thiệu các bạn là chiếc Samsung A5 2015. Hình thức con này đẹp 85% nhé. Con này thì bị chày một ít bốn góc rồi nhé. Thì con này thì bên mình đang thanh lý với giá là 1.200.000 các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung A5 2015 đấy nhé, thì các bạn nhanh tay hàng thì mình là sớm nhất nhé. Nói chung là con này rất đẹp. Con này thì mình chưa cài về tiếng Việt, tí nữa mình sẽ cài về tiếng Việt luôn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung A5 2015 đấy nhá, thì các bạn nhanh tay hàng mình sớm nhất nhá. Con này dùng nhiều người bây giờ vẫn còn á, đẹp. Nhiều người gọi dùng giữ lắm, đẹp. Những con này bây giờ thì nó hiếm á. A5 2015 quá là hiếm nhá. Bên mình đang đi với giá là 1.200.000 nhá. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày nay giới thiệu các bạn là chiếc Samsung A5 2016 đấy nhá. Hình thức con này đẹp 90% các bạn nhá. Và sản phẩm Samsung A5 2016 này thì bên mình đang thanh lý với giá là 1.800.000 các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung A5 2016 này nhé, thì các bạn nhanh tay hàng cho mình là sớm nhất nhé. Con này thì là máy, con này là bản công ty Việt Nam nhé, hai sim, sẵn hai sim các bạn nhé. Hình thức là 90%. Bạn nào thích sản phẩm Samsung A5 2016 này nhé, các bạn nhanh tay hàng mình là sớm nhất nhé. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày nay giới thiệu các bạn là chiếc Samsung Z5 Pro. Con này là bản Hàn nhé các bạn nhé. Con này bản Hàn. Thì hôm nay mình vừa về được ngày hôm nay xong. Thì con này thì bản Hàn, con này là bản Hàn một sim các bạn nhé. Các bạn nào muốn sử dụng hai sim thì các bạn phải lên thêm một sim nữa bên này nhé. À, bên này nhé. Bên này là phải này. Thì sản phẩm Samsung Z5 Pro này thì con này hình thức là đẹp. Con này phải đẹp 98% nhé. Đấy, thì con này thì bên mình đang thanh lý với giá là 1.800.000 các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Z5 Pro nữa nhé, các bạn nên về hàng mình sớm nhất nhé. Con này bản Hàn một sim nhé. Hôm nay mình vừa mới thâu lại của khách con này xong. Đấy, máy rất đẹp các bạn nhé. Đây, 1.800.000 các bạn nhé, Z5 Pro nhé. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày nay giới thiệu các bạn là chiếc con này là chiếc Note 4 nhé. Note 4 này là của Hàn Quốc nhé. Thì người ta đang cài tiếng Hàn thì mình sẽ chuyển luôn về tiếng Việt các bạn. Đây. Nhiều khi tiếng Hàn thì người ấy mình chuyển về ngôn ngữ rất là khó. Đây, mình sẽ chuyển về tiếng Việt đấy. Chắc là người này đi theo Phật hay sao. Toàn là tiếng Hàn Quốc này. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Note 4 này nhé, thì các bạn nên đặt hàng mình sớm nhất nhé. Con này là máy của Hàn Quốc nhé. Con Note 4 này thì bên mình đang thanh lý với giá là 1.600.000 các bạn nhé. Pin này, đây cái sim đấy, mềm sáng loáng rất đẹp các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Note 4 này nhé, các bạn nên đặt hàng mình sớm nhất nhé. Con này thì bên mình đang thanh lý với giá là 1.600.000 các bạn nhé. Nói chung là với những con nào mà mình mua được giá hời ấy, thì mình sẽ đăng giá hời cho các bạn. Còn những con sản phẩm mà Sony có những, nói chung là có những giá chung với thị trường ấy, thì mình sẽ là chỉ báo giá trực tiếp thôi các bạn nhé. Để tránh nói chung là anh em cùng nghề va chạm với nhau. Nên là mình tránh, nói chung là mình tránh được cái gì thì hay cái đấy các bạn nhé. Đây là con Note 4 nhé. Đấy. Chắc là người theo Phật của Hàn Quốc này. Thì bên mình đã thanh lý với giá là 1.600.000 các bạn nhé. Các bạn nào thích sản phẩm Samsung Note 4 này nhé, các bạn nên đặt hàng của mình sớm nhất nhé. Và sản phẩm là tiếp theo buổi tối ngày nay giới thiệu các bạn là chiếc, con này là chiếc Xiaomi Note 5 Pro. Con này là Note 5 Pro. Đấy. Con này là RAM 3GB. Đây, sorry các bạn. RAM 3GB, bộ nhớ là 32GB. Đấy. Hình thức của máy này là máy zin đét đẹp keng các bạn nhé. Đây, Note 5 Pro nhé, vân tay.
bạn nào thích sản phẩm Xiaomi Note 5 Pro này nhé, các bạn nên cái hàng mình sớm nhất nhé. Con này thì bên mình đang thanh lý với giá là 2.400.000 các bạn nhé. Máy thức đẹp keng nhé. Đây, máy của khách, một vị khách của Nam Định hôm nay đã qua cửa hàng như mình và bác ấy đã cho mình một ít quà và đổi lấy sản phẩm lên đời một sản phẩm cao hơn các bạn nhé. Thì vì bác ấy cũng cho mình là sản phẩm hình như là món đặc sản của Nam Định ấy. Thì ở cái clip này thì mình cũng gửi lời bác ấy coi như là lời cảm ơn là chân thành nhất nhé. Máy của bác ấy đây, bác Bùi Tuấn nó phải, mình quên mất rồi. Đấy, họ còn ở Nam Định, họ còn bắt xe về tận cửa hàng như mình đấy. Chú ấy đã đi phải đến hôm nay kể cho mình là gì nhỉ, bác 6 chặng xe đến cửa mới đến cửa hàng nhà mình đấy. 6 chặng xe bít xe cà về tận Nam Định đấy các bạn. Này thì qua nhà mình thì cho mình một ít quà và lên đời điện thoại cao cấp hơn. Bạn nào thích sản phẩm Xiaomi Note 5 Pro này nhá, các bạn nên hàng mình sớm nhất nhá. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngay giới thiệu các bạn là chiếc con này là chiếc Oppo A39. A39 thì đây này, con A39 này. Con này là Oppo A39 thì cấu hình con này là RAM 3GB, bộ nhớ là 32GB. Và sản phẩm Oppo A39 này thì bên mình hình thức con này khoảng độ 95% các bạn nhé. Hình thức con này còn 95%. Thì sản phẩm Oppo A39 thì bên mình đang thanh lý với giá là 1.700.000 các bạn nhé. Cấu hình con này là RAM 3GB, bộ nhớ là 32GB, hình thức còn 95% các bạn nhé. Hay sim. Bạn nào thích sản phẩm Oppo A39 đấy nhé, các bạn nên hàng mình sớm nhất nhé. Đấy, bên mình đang thanh lý với giá là 1.700.000. Rất là ok các bạn nhé. Nói chung là hàng nhà mình thì cũng kênh của mình chủ yếu là bán dân phổ thông lao động. Nói chung là mức sản phẩm cao cấp thì hôm nào có thì mình sẽ bót lên. Còn như mình chỉ bán những dòng máy mà chung chung cho dân thu nhập thấp. Nói chung là với những dân điều kiện bình thường. Cái gì? Nặng nhiều máy quá, mình phải bớt ra. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày nay giới thiệu các bạn là chiếc hai chiếc Samsung A5 2017 này. 17 này thì hôm nay nhà mình về được 2 con. Đấy, nhà mình về hôm nay được 3 con. 3 con này. 2 hồng này. Đây sản phẩm Samsung A, mình sẽ nói con này trước. Đây là con chiếc Samsung A5 2017 này nhé. Đây, con này là máy hình thức là đẹp. Con này đẹp 9 con này đẹp lắm các bạn, đẹp 97% này, máy mong đẹp 97%. Và tình trạng con này thì mình sẽ cũng nói luôn cho các bạn là con này thì tất cả chức năng ok, nhưng mà chỉ bị hôm nay mình vừa con này về ngay, con này móng tay thì mình hơi bẩn một chút, thì con này chỉ về bị sứt một tí kính thôi. Nói chung là các bạn nào mắt tinh thì mới để ý thấy thôi, còn bình thường là các bạn nhìn như này thì các bạn không thể nhìn ra được nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung A5 2017 này nhá, mà bị sứt một tí kính này nhá, thì con này thì bên thành mình thanh lý với giá là rất là hời nhá. Con này thì bên mình đang thanh lý với giá là 1.800.000 các bạn nhá. Nó chỉ bị sứt một tí thôi thì mình sẽ thanh lý giá cực sốc cho các bạn nhá. Bạn nào thích sản phẩm Samsung A5 2017 này nhá thì các bạn nên đặt mình sớm nhất nhá. Con này thì bên mình đang thanh lý với giá là 1.800.000 các bạn nhá. Đấy, và hai con A5 2017 này, hai con này thì đẹp keng các bạn nhé. Đấy. Và sản phẩm Samsung A5 2017 này thì bên mình đang thanh lý với giá là hơn 2 triệu đồng các bạn nhé. Đấy, thì bọn này thì mình đã hai con này thì mình đã lên sẵn 2 sim cho các bạn nhé. Các bạn về chỉ việc lắp 2 sim và sử dụng đi các bạn nhé. Máy màu hồng rất đẹp nhé. Nói chung là dành cho các bạn nữ dùng hoặc là các bạn mà tặng người yêu rất là tuyệt vời các bạn nhé. Nói chung là bọn này đẹp lắm, loa bóng nhảy mà loa to lắm, Samsung thì loa rất là tuyệt vời luôn. Với mức giá bây giờ, điện thoại bây giờ mức giá cực kỳ là rẻ nhé, các bạn yên tâm thao mua. Và
Và sản phẩm tiếp theo của tối ngày nay giới thiệu các bạn là chiếc Samsung Z7 Pro. Z7 Pro thì hôm nay mình về tiếp tục 3 chiếc nhé. Và sản phẩm Samsung Z7 Pro ấy, thì bên mình đang thanh lý với giá là hơn 2 triệu đồng. Cấu hình con này là RAM 3GB, bộ nhớ 32GB. Bạn nào đã sản phẩm Samsung Z7 Pro thì các bạn biết nhé. Rất là tuyệt vời. Thứ nhất là pin cũng ok, máy móc tất cả chức năng cực kỳ ok các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Z7 Pro các bạn nên tới hàng mình sớm nhất nhá. Máy rất là ok các bạn nhé. Đấy. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày nay giới thiệu các bạn là chiếc Samsung Z7 cộng. Z7 cộng hôm nay mình vừa về con này xong. Và cấu hình con này là RAM 4GB, bộ nhớ là 32GB. Con này thì bên mình đang thanh lý với giá là 2.800.000 các bạn nhé. Con này hình thức còn đẹp đến 95% các bạn nhé. Vỏ không có cần móp thì chỉ bị phẩy phẩy rút người dùng ốp các bạn nhé. Hai camera nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Z7 cộng này nhé, các bạn đến cửa hàng mình là sớm nhất nhé. Con này thì bên mình đang nghỉ với giá là 2.800.000 các bạn nhé. Và sản phẩm cuối cùng buổi tối ngày nay giới thiệu các bạn là chiếc Oppo Neo 5. Neo 5 thì hôm nay mình vừa mới về con này xong. Neo 5 vừa hình thức con này cũng rất là đẹp nhé. Hình thức còn đẹp đến 90% các bạn. Còn có một cái ốp rất là xinh này nhé. Đấy. Bạn nào thích sản phẩm Oppo Neo 5 này nhé, các bạn đến hàng mình sớm nhất nhé. Các bạn làm một máy phụ nghe gọi rất là tuyệt vời nhé. Con này thì bên mình đang thanh lý với giá là 700.000 các bạn nhé. Tặng các bạn một cái ốp nhé. Ví dụ các bạn nhà các bạn nào có bố mẹ hay là con nhỏ thì các bạn có thể là mua về cho con đi học này, hoặc là mua về tặng bố mẹ làm một máy cảm ứng rất là ok nhé. Bạn nào thích sản phẩm Oppo Neo 5 này nhé thì các bạn đi hàng mình sớm nhất nhé. Và mình sẽ tặng cho các bạn là một cái ốp bao da đi kèm luôn nhé. Đấy. Đấy, rất loại này thì các bạn rơi thoải mái nhé. Nói chung là trường hợp vỡ máy rất ít nhé. Đây, con này thì bên mình đang thanh lý với giá là 700.000 các bạn nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình có ít mẫu sản phẩm cũ mình giới thiệu và thanh lý cho các bạn. Thì các bạn xem video của mình thấy hay thì các bạn nhớ hoan hỉ chia sẻ video mọi người thân. Biết đâu mọi người thân lại thích sản phẩm điện thoại cũ nào bên mình ấy, thì các bạn có thể là mua ủng hộ mình. Và mai thì là Trung thu rồi, và chúc tất các bạn là cho con nhỏ đi chơi một đêm Trung thu là rất là tuyệt vời các bạn nhé. Và bây giờ thì cũng muộn rồi, và xin chúc các bạn đang xem video mình ấy là một giấc ngủ thật ngon, và cuộc sống thì luôn luôn tràn đầy niềm vui hạnh phúc nhá. Nói chung là càng kiếm nhiều tiền càng tốt các bạn nhá. Xin chào các bạn nhá.